cậu á. Thì bà kéo cho em vô đây mà bà nội nói là thì kéo đó là cho ta lại ta kéo luôn. Dạ bữa người ta đem cái chị đã trả tiền gỡ cây cậu nhưng mà sẵn sàng tiền điện tiền nước hết rồi đó. Dạ. Hôm nay có cái chị Nguyệt Nguyễn ở bên Mỹ á gửi cho bà 1 triệu để bà mua đồ ăn đồ bà không có đi cắt lục bình nữa. Ta dặn bà là không đi cắt lục bình nữa để giữ cháo nuôi cháo sạch sẽ. Cảm ơn chị gì? Nguyệt Nguyễn ở bên Mỹ. Nguyệt Nguyễn ở bên Mỹ em hả? Ừ. Em Nguyệt Nguyễn bên Mỹ có cho chị giúp cho chị được 1 triệu đặng chị mua đồ ăn chị ăn đặng ăn chị giữ cháo vậy. Ừ. Chị rất cảm ơn em nhiều. Ừ. Chúc cho em rồi giàu sức khỏe mà ăn phát đạt. Ừ. Chị nhớ ơn em dữ lắm luôn. Ừ. Tại vì họ mà không chị không đi mần thì không có tiền nhưng em giúp thì chị mà giảm lại chị không đi cắt nữa đặng cả nhà chị giữ cháo. Ừ. Vậy rất cảm ơn em. Ừ. Đó, có con qua thì con giúp đỡ cho mà không biết nghe lời nữa thì con không có giúp đâu. Đây sắp lên trường thì nó đi nhưng mà tôi miếng nó gần nào mà nó ở nhà thì tôi đi cắt, còn nếu nó đi thì nó đi chứ tôi không có. Tôi đâu có. Bà cứ ở nhà đi. Dạ. Bà cứ nghe lời tụi con đi, vợ chồng con nói đi rồi bà chăm sóc cái đứa bé suy dinh dưỡng nó đi. Rồi đến tụi con cấp vô là bà không có đói. Với con xà hồng nó nạo ngay. Còn ai người ta nói kệ người ta. Cũng sợ người ta nói cho nó đó người ta cho người giúp ta nói đỡ rồi. Các cháu bà nó có mập lên không? Bây giờ bà phải đỡ rồi cả ở nhà ăn không. Bởi vậy sợ cô ơi cũng sợ tiếng. Cô nhà cô giữ thằng Trường nó đi làm nó chạy tới lui. Dạ. Chạy tới luôn đi làm đồ rồi cháu nội đi. Người ta cho tiền rồi xài hàng tháng là bà có cái tiền xài rồi. Dạ. Rồi con kêu gọi con làm sao mà ông bà cô chú người ta thương người ta giúp cho bà có cái nhà. Dạ. Thế là tụi con khỏe rồi. Trời ơi mừng dữ lắm luôn. Thế nhưng mà không biết làm sao không biết nói làm sao hơn chứ thiệt chú với thím giúp đỡ được cũng rất cảm ơn với anh chị với con cháu ngoài nước ngoài rồi giúp đỡ cho gia đình tôi cũng rất cảm ơn nhiều lắm luôn nhưng mà không biết nói gì hơn chứ cũng sợ người ta nói còn từ đây lên như cô nói vậy thì tôi không có đi nữa như ở nhà còn ổng đi thì ổng đi ngày mốt qua thì chú này cũng có tiền với chị hai chị dâu của ông Trường á. Dạ. Trường. Trường cũng có nữa. Dạ. Ba cũng có nữa. Em đi cá thì ổng đó đây ở trời ông đi bắt cá được ông đi, đi giờ bây giờ ổng có đồ ăn khỏi đi chứ con em ở nhà đâu cái em đi ruộng bắt cá hoài đó có như là ông có bệnh gì mà đâu có em không phải em đi không phải thì thôi em đi kiếm cá thì ăn cái gì ăn hết mấy gia đình. Rồi đang nãy trên đây nè, rồi ngày mai em có qua bánh chơi với anh em không? Mai con đi. Mai con bé hồi nhớ nước tắm rồi cái uống hút cái sớm sớm rồi cái phải mai đi bến. Thì đi chơi đi. Rồi má ơi nay cỡ nãy ở nhà chơi rồi. Biết anh em với thì người ta. Bây giờ anh em đi chơi đi con ơi, đi chơi cho thoải mái. Đi với qua bên chú ấy nè, với anh Nhí mà với mấy ấy kia chơi đi. Ừ, đi này hứa anh Nhí qua bên ông nội chơi mà mọi cái đó là cái anh nhất cái hoài đâu có nói anh mất qua đây đó chồng bạn không đâu đi được anh cái đi sáng thì thì mai nó hứa từ đây sắp lên là nó đi qua bển chơi đừng là không có ở nhà nữa rồi má ở nhà má chăm sóc con nuôi kỹ lưỡng nhỏ mà được để hồi nó suy dinh dưỡng thì bởi vậy sớm mai giờ chắc anh chị ở nhà mọi người nắng, người ta nó không biết ấy nắng nào người ta thương bé lắm đó. Dạ. Còn chị Tư của em nói cho con ai nó nói cho con bé nó thì phải mất làm bớt. Giấy hả? Không, cái cũng như là nó hù cái thằng này cho đừng có nhậu, đặng cho nó ở nhà nhiều khi nó nhậu á biết không? Con đi là nó chỉ nhìn gửi chơi. Nó trời không nổi thì thôi giờ đưa cho con đi chứ giờ nó không hết nữa rồi. Gửi này mai đưa cho anh. Ừ nó năm. Năm cái này 5 triệu á, à? Giờ giấy tờ liền, 50 triệu á. À. Cái này 50 triệu đâu mà có nữa mày. Đây nè nó cứ nó nhỏ nó qua không nó nhỉ. Nói vậy là tội lớn lắm. Đó. Sao giỡn? Ừ. Nó giỡn cho cũng cụ nghiệp cho không nhỏ. Không nó giỡn như vậy tại vì nó là con mình. Bởi vậy nó nhậu nó nói anh gửi đó là anh lúc trước anh cũng nuôi con ta nuôi giùm đó. Con ta rồi nó đi nuôi mướn á, nuôi mướn mà nuôi rồi cột cả không có được đồng phước lạc đâu.
hai vợ chồng nhà ở đây nuôi nhỏ từ đây sắp lên này. Tôi hứa với cô chú thì tôi không có đi nữa, không như ông đi được ông đi được thì thôi, chứ tôi sẽ ở nhà tôi chăm con nhỏ. Nhà gán giữ nhỏ đi. Dạ dạ. À, lúc đó chưa gặp con thì khác, bây giờ gặp con thì phải cho nó cái tiếng đời á, chú sáng ơi, sủa lên. Người ta nói thì sợ người ta nói này kia, ta nói mình ở không ăn này kia rồi cũng sợ nói vậy chứ. Em đây đã đây ông nói vô coi tiệm tiệm đi ăn đó, em đâu có nhà mua cá gì thấy có đồng ăn, đi đâu có người này kia chạy dần đấy này có tiền ha, đâu có đi chơi ngày nào đi chợ ha, không đi chợ mua gì đi chợ mua cho con với dẫn mua cá đó, đâu có em ăn uống bình thường rồi đâu cái em cứ ngại đi hẻm gì mua ăn ở nhà cũng ngại nè, không có nhà không đâu có đi chó mà đi đi kiếm cá gì ăn cái ăn đó. Mấy bà nói sao thì đi cái gì nữa, nói như có tiền thì ăn đi cái gì. Bà mấy bà ở đây tao nói chuyện dữ lắm rồi cũng sợ lắm. Để làm khô nó ăn, để ăn khô nó ăn khô vậy không có được mà ăn tổng hợp. Rồi mà bữa anh Hậu qua với ông Tư qua gắn điện đó, thì Tư em nấu cơm tao ăn không được. Bà nói nó không ngon mà sao bữa không niêm vậy. Khô cá nó mặn chát hà, còn canh chua thì lạc mà nó mặn nghe, bây giờ không có đường ngon. Cô nghe như lỡ rồi thôi. Bởi vì em bữa đó em nói thôi sao anh em ăn cơm mà không ăn ăn đồ ăn. Ăn cơm không. Không vô thì thôi. Cứ vô mà là phải thương chứ, thương nội, thương em chứ, người ta tới tiếp mình phải nấu cho. Bà em biết cửa xa đó sao mà. Bà sợ vậy. Bà chị mới nấu rồi ăn ngon lắm, bà nấu rồi. Sao đám rồi này kia nó cũng nấu mà sao bữa nay kỳ không? Đó không niêm mới làm gì á. Mà tôi cũng không có ăn thử coi cá kho coi mặn nhiều không á, tôi cũng không có. Bữa nay lên lo sáng rồi đây. Quay sáng có anh Hậu đồ qua với anh. Qua rồi rồi nó cơm lính quấn cho em chạy chạy, có ba anh em sao làm mấy cái cột nói giờ. Nào cái em giọt đi. Chị nấu cơm cho mấy người đó ăn cơm nhà chị tới giờ. Rồi anh nói thôi anh về à, anh về ăn cơm nó hao đi, để em ở đây không anh giọt ngoài đường xa xôi nữa, anh ngồi anh nghỉ đi rồi nước rồi uống rồi để em nấu cơm cho ăn. Em giọt mua cá gì nó mua đó nó chua nó chua khô lạc đi. Với mấy khô không bữa đó. Tại vì quá thất bại là chị mày nấu cái nồi nước quá nhiều. Bởi vì nồi nước kia mà mênh mông thiên địa có chút ma. Mà nó niêm nó ăn theo nó lặt nhắt thành thử ra nó không có mùi vị gì. Người ta nấu canh chua thì nó có chất ngọt ngọt chua mùi có cái mùi bột ngọt không có còn mùi đường này gì đâu mà nó không có mùi gì hết. Không lẽ bữa đó quên không bỏ cái gì hết trơn có ăn đâu mà con biết là... tôi cũng không có ăn nữa bởi vì bữa đó em ngồi ngoài đó em kêu hô sao anh Hậu với anh Tư không có ăn đồ ăn chứ toàn thấy ăn cơm không à ừ đó trường nó nói đó. Ừ. Trong giấc thôi anh không có được em ăn có ăn cá kho em ăn chua rồi đâu em rồi cái tôi nói rồi, ủa cái tôi nói vô tôi thiệt tôi có chiều tôi múc cho ông hai miếng mà sao bữa sau trường cá kho còn ở hình mà na cá nấu canh chua cũng còn không ăn đó. Ừ, thì tôi nói vậy thì thôi rồi đó vô giờ gặp cái nồi còn nguyên không có ăn cái gì nữa cơm nhà chị không đó. Chị là nấu cơm có người nấu cơm cho anh ăn bữa đâu đó em đây là nửa cấp nhà đây rồi không biết có môn tôi nấu Nấu cho bà cho chị nấu là ta khỏi làm cho bà luôn á. Nó được. Bà nấu thì ai với con thì ông coi dòng chơi lưu sáng rồi đi tới lưu rồi mua đồ. Không kệ đi chứ bây giờ người ta nấu tới cơm trưa không hả? Chị dâu làm gì mà chị dâu không tiếp. Người ta cũng thương cũng giúp chị dâu vậy. Chị hai bà nấu thì cái không, chị giữ cho con ấy cho bà nội nấu. Không, cũng như chị hai mày giữ tao nấu. Bà nấu đi, bà nội bánh nem ngon để cho bà nội nêm. Nhưng mà cũng chả biết được, nhiều khi ta vui ta ăn ta buồn ta lại không ăn à. Đó là cái cách cư xử của bà mới lại của trường ha. Yeah. Đây nhà của bà mới nhà của trường. Bà mới trường mà muốn cái nhà ở mà êm ấm á, là cái người ta tới tiếp làm cho mình á, mình nấu đồ ăn ngon, người ta cái lòng người ta vui. Yeah. Người ta làm cái nhà mình ở nó mới ấm êm được. Chứ người ta làm vất vả cho mình mà đồ ăn người ta nuốt không vô thì sao cái nhà mình ở bà êm ấm được chứ. Đúng không? Đồ ăn đó là cái tâm là như em vậy mà. Em ở nhà em chia ra nấu ăn khác chứ bởi vì mẹ đâu ăn chung đâu. Em ăn cơm mì cơm, không ăn cơm khô. Bây giờ chị không có nói chuyện giữa em ăn cái gì cả em, nhưng mà đến khi mà em làm nhà cũng là em phải lo cho cái người nào người ta có ăn cơm thì em nấu ngon người ta ăn. Người ta không ăn thì thôi em mới ăn. Nói với mấy anh biết kêu xong hãy yêu ý mẹ em á, bả bớt ăn cơm khô rồi mấy anh đó là anh ăn cơm nhão. Rồi đậu cây rồi cái mấy không người ta ăn khô hết rồi. Ăn cơm khô em ăn nhão rồi chứ người ta ăn khô mà em mẹ bà nấu cơm ăn được
một kẹo được đó không được. Qua mới nói chị mới nói xong bà xưa bà đẻ bà nuôi nó được bây giờ nó nấu cơm bà không được. Rồi nó nấu vô bắp hầm á. Ăn ngựa dễ quen à. Chứ cơm nó gạo khô. Gạo khô nhưng mà nó mềm. Không mà nó nay nó nấu cái nồi cơm điện nó khô á, chứ mỗi bữa nấu nồi cơm củi hả, tôi để cái muỗng cái giá vô tôi xới á, rồi ôi làm xẹp 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 xèo á, tôi ăn không có được. Có quạt rồi, ở trong này bật quạt cho mát, đừng có tiết kiệm. Mà tiết kiệm mà tháng mà cũng phải trả như đó tiền điện à. Biết rồi. 1 triệu là cho bà xài nó nha, để dành mà xài mà không có đưa trường nha. Dạ. Không có trường thì nữa, nó có riêng. Trường của riêng của trường rồi, cái này là bà, cho bà riêng đó nha. Cho bà riêng. Dạ. Vậy cảm ơn nhiều. Đã dành trong túi rồi, cho con không dám mua. Dành trong túi rồi, hẹn mới về mua ăn. Bệnh đau có tiền mua thuốc uống. Dạ. Thuốc thì mua sẵn vậy đó, để trong nhà làm mấy chục bịch vậy đó. Cái này á là cứ đau nhức, cảm cúm, đau mình, đau mẩy, dạ. Là uống vô, bà uống gì. Quên lấy chai dầu cho bà nữa. Gán mà làm sửa đổi tính tình lại. Bởi vậy anh khuyên quá. Không có anh khuyên thì không phải con có gán bằng 30 tuổi đầu rồi. Hai lần con dạ, không dạ. Qua con là giờ con trường qua cũng không ý nghĩa đó. Đối với con không quan trọng nữa. Có công chuyện thì cứ ở nhà làm đi. Thôi giờ giận buồn hả sao chú thêm đừng buồn. Tại sáng tôi cũng kêu sớm lắm, chứ không phải không kêu, kêu nó sớm thức dậy. Nó nói bà ơi đi không nổi, mà mày không đi thì tao đi cắt một bình. Cái này là cái tấm lòng thôi, cái tâm thôi. Dạ. Con không kêu mà trường nó thích đi, nó muốn biết. Không muốn đi là đi hay chứ đâu cần kêu. Con kêu bây giờ là con không kêu đâu, con không thích. Con đâu không phải mà. Nhìn nhí vậy, anh Tư anh Hậu rồi à, không qua đây làm đó. Mấy chú đó không sao nãy xuống vét một bình đó. Dạ. Mấy chú đó mới hoàn lần chứ mấy lần mà tôi thấy tôi còn mến. Sao mình không bắt trước người ta? Không bắt trước người ta vậy đó. Con mà nói hoài, con nói hoài mà nó không nghe, gặp như mấy chú vậy đó. Gặp gì là mặn nấy thấy thương. Gắn mà học theo người ta đang mà ấy chứ gì hoài chết luôn á. Đó. Đó mai mốt con cứ đi thì con đi. Anh em khỏi cần kêu. Kêu anh em hòa đồng với nhau mà dạ. Chơi mà sống. Chứ cái nó mệt rồi đừng khó chịu rồi cái quậy nó nói đi nó thanh minh người ta chửi tội nghiệp nó ngoài nó la nó ngoài cái nó mệt nó có chuyện rồi đừng nói nữa con thích thì đi không thích thì thôi không có kêu chị không kêu qua là chịu rồi. Có tâm thì đi còn không có tâm thì thôi. Tâm thì thích thì đi thích yeah. Thì thôi cứ ở nhà đi lo con đi không có gì hết. Bà không có đi chắc lục bệnh đó nghe, nhà dữ nhỏ đó. Vậy thôi ở nhà. Rồi từ đây lên tôi hứa tắm là tắm như con chị cho bà đó. Tắm dạ, lấy dạ. Thằng trà đó. Bây giờ cơ, ở đây làm gì gì có người điện nói con cho. Dạ. Ta nói trên, nhậu không nhậu là biết hết. Không, thì cái nào nhậu tôi nói nhậu thôi chứ tôi không có giấu. Nó nhậu nó hại nó chứ đâu. Bởi vậy. Chứ nó con thương, con muốn nó thành người tốt, con muốn thì bởi vậy. Tại vì có người điện con người ta nói làm sao chứ con biết chưa. Dạ. Chị muốn thay đổi cuộc đời em, chị muốn cho em thành một cái người có phước, một người tốt. Cho chị khuyên em thắp nhang, cúng trời lạy Phật. Trời Phật lời cầu nguyện đi, cho em có cái phước. Chị nào cũng thắp nhang, người ta nào mệt thì cười thành tâm á, thành tâm trang giấy. Bề trên ra hộ trời Phật che chở. Ông bà, cô chú thương con, đấy. Con là cha con. Vậy tôi thì có hồi bà tám vô che hồi tám thì tôi đi cắt lục bình tôi cũng Nam Mô A Di Đà Phật cứu nạn cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn cho con nó tai qua nạn khỏi mà tôi niệm Phật hoài phải sửa tâm em kêu Phật mà cái tâm em không sửa thì Phật cũng không độ em được. Đấy, em muốn Phật độ em thì cái tâm em phải sửa phải tốt phải biết ơn phải biết tốt sống đạo đức đấy biết trân quý những cái gì người ta đem đến cho mình. Rồi vậy cảm ơn cô chú anh chị và mọi người đi. Dạ cảm ơn cô chú anh chị. Thì nói sao thì nhớ giữ lời. Nhớ cũng như từ đó lên thì tôi ở nhà tôi giữ cháu tôi không có đi nữa. Rồi, xin chào ông và cô chú anh chị Minh Hồng Vương và ông bà cô chú ở đang sinh sống ở nước Mỹ là về với mọi người đang giúp đỡ ở bên gia đình của con thì con xin hứa mai mốt con cố gắng sửa tánh đi rồi đồng với
các anh em. Dạ, tại vì lúc nãy thì con nhìn con những cái gì đó thì tôi đi tiếp anh em ra cho anh em chơi. Dạ. Giao lưu. Giao lưu, dạ, chúc mọi người mạnh giỏi, mạnh thật đẹp, hạnh phúc. Rồi Minh Tân xin chào mọi người ha.